Thưa mình, em mới về. Đi đâu bà giờ này mới về? Dạ, tôi với nó về thăm má. Đừng kiếm cớ, tôi không có tin mấy người đâu. Nếu như mình không tin thì mình hỏi con No coi. No hả? Nó người ăn người ở của mấy người, một ruột với mấy người, hỏi nó có tích sự gì. Lợi dụng lúc chồng vắng nhà trốn đi hẹn hò với trai phải không? Mình, trời ơi, mình nói với tôi như vậy sao? Tôi nói vậy rồi sao? Hai Thảo nó ghé nhà, sẵn có xe hơi, nó chở tôi về thăm má. Tôi lo nói chuyện nên tôi quên thời gian, chứ tôi không có nói nhiều. Có chồng ở nhà, đi khỏi nhà mà không xin phép chồng, cái thứ đó chỉ có nước là đi hẹn hò với trai thôi. Mình, mẹ nói vậy sao? Rồi sao? Riết là chịu mày hết nổi à. Nhìn hết nổi rồi còn làm gì tôi? Tao không có làm gì mày, nhưng tao nói cho mày biết nè, mày là một thằng chồng, thằng chồng từng trải lỗi đời, không có thể suốt ngày ghen bóng ghen gió vậy được. Thôi ông, chuyện vợ chồng tụi nó để nó tính, đừng có chen vô mà. Không chen cũng không được. Không đi rồi còn làm gì? Tánh gì ai chịu nổi. Không được à, cứ gói ra khỏi nhà tôi đi. Mày khỏi đuổi. Tôi đuổi đó. Tao đi liền nè. Đây đây. Ba, xếp đầu đi. Cậu mợ không phải đi đâu hết, người đi là tôi nè. Mười mấy năm tôi làm vợ, tôi hết mực chiều chồng và thương con. Nhưng bây giờ mình cho là tôi hẹn hò với trai, đây là sự sỉ nhục mà tôi không thể nào chịu nổi. Phiền cậu mà ở lại trông coi giùm việc nhà. Còn con No, ở lại thu xếp đồ đạc, sáng mai rồi hẳn đi. Thằng Tư. Dạ. Thắng xe ngựa đưa tao về bển liền. Đừng đó. Mày mà đánh xe ngựa trong nhà này, mày chở ai đi tao đánh mày que cho. Ai trong nhà này muốn đi? Đi bộ. Ông đừng có thách tôi. Tôi thách nó. Tôi đi nè. Con. Đồ mất dạy. Cái cô này phải cho nó một trận mới được mà. Không được đụng tới con của tôi. Vợ thì hỗn hào, còn người làm của vợ thì thủ võ. Cái nhà này loạn hết rồi. Mấy người nhìn cái gì? Đi ra khỏi nhà tôi hết đi. Đây. Đi bà. Ông. Ông. Gì? Mấy ngày nay á, Tía xách ghế ra hiên nằm, mắt nhìn đăm đăm, không thèm ăn uống, không nói chuyện với ai hết trơn á. Gì à? Gì à? Cứ để như vậy hoài, Tía ổng bệnh thì nguy hiểm lắm. Dì thương tụi con, dì về đi dì. Dường như Tía ổng cũng biết lỗi rồi, nhưng mà tại ổng tự ái, ổng không nói ra. Ổng muốn làm gì thì ổng làm, ổng có ngán ai đâu mà biết lỗi. Chà, đông đủ hết hả? Mấy đứa mới qua hả? Dạ. Thưa, tụi con qua thỉnh dì Nho về nhà. Mấy hôm nay nhà không có ai hết, rối tung hết lên hả? Mấy ngày nay á, tôi cũng khuyên nó hoài à, mà nó cứ lòng thinh à. Thiệt tôi muốn Dạ thưa má, con biết lỗi của con rồi. Bữa nay con qua, con xin má cho phép con được rước vợ con về. Trời đất, cái Hiền làm vậy á, tội chết. Đứng lên đi. Dạ không. Làm vậy trước hiên nhà, người ta dòm ngó kỳ lắm. Nếu mà vợ con không chịu gì á, con quỳ ở đây hoài. Chừng nào chịu gì á, con mới đứng lên. Chồng bay nói vậy rồi đó. Vô nhà thu xếp đồ đạc đi, mau lên. Đúng đó dì, bà đã nói vậy rồi, dì về nha.
Dì, để tụi tôi vô soạn đồ phụ dì nha. Đi dì, đi, đi. Anh hai. Anh hai. Hai thằng bay đứng đây làm gì? Đi về.